Chàng trai câu cá ngoài sông bắt được con rùa kỳ lạ. Anh định thả ra thì một cụ già ngăn lại. Từ xưa tới nay, trong dân gian lưu truyền rất nhiều cách để cầu may, cầu phước, như là thả đèn hoa đăng, thả nến, thuyền giấy, v.v. cùng lời cầu nguyện xuống dòng sông. Ngoài ra, mọi người đã từng nghe thấy cách thả rùa hay chưa? Một chàng trai ra bờ sông câu cá, bỗng thấy một con gì cắn câu. Tưởng rằng câu được cá to, cậu liền kéo cần lên và không ngờ đầu dây kia là một con rùa rất to. Con rùa bị khắc rất nhiều chữ trên lưng, những chữ này còn được tô màu vàng kim. Ban đầu chàng trai nghĩ ngay tới món rùa ôm, nhưng nhìn con rùa cầu may này, cậu ta đã không đành lòng. Cậu đã từng nghe người già nói, những con rùa được phóng sinh là rùa linh thiêng, tuyệt đối không được ăn chúng. Chàng trai suy nghĩ một hồi rồi quyết định thả con rùa này ra, nhưng khi cậu chuẩn bị thả thì một cụ già đã ngăn lại. Cụ nói, đây không phải là rùa ta, là loài từ nơi khác tới, được gọi là rùa cá sấu, nó rất là hung dữ. Nó có thể cắn đứt ngón tay con người, vì nó là loài nguy hiểm tới con người nên bị liệt vào danh sách động vật ngoại lai nguy hiểm. Nếu chàng trai này thả nó ra, nó sẽ làm nguy hiểm tới người khác, như thế sẽ không tốt. Chàng trai nghe thế không biết nên làm thế nào, đành mang nó về nhà, nhưng cậu cũng không biết cách nuôi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã quyết định mang con rùa đi nộp cho các cơ quan quản lý địa phương. Họ có chuyên môn hiểu biết, họ sẽ biết cách xử lý. Ai cũng đồng tình với cách xử lý của chàng trai, vì như thế vừa không làm hại tới người khác, lại không phải tàn sát động vật. Khi mọi người gặp phải loài sinh vật lạ không nên lại gần, phải xác định không có nguy hiểm thì mới được tiếp xúc. Bạn thấy thế có đúng hay không? Rùa cá sấu là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Thân hình của loài rùa này giống với loài cá sấu, cơ thể lớn và rất hung dữ, gần như không có đối thủ vì khả năng tấn công rất mạnh. Tên của loài rùa này được lấy để vinh danh nhà động vật học Hà Lan Corrie Jacobs Temminck. Rùa cá sấu có đầu rất to và nặng, cổ ngắn, to không thể thu toàn bộ phần đầu vào trong mai. Mai rùa dài và dày, có ba hàng gai lớn nhô lên, làm nó trông rất giống như loài khủng long áo giáp. Nó khác loài cá sấu vì ba hàng gai trên lưng nhô cao hẳn lên. Mai rùa có màu xám, màu nâu, màu đen hoặc là màu xanh ô liu. Có những lúc trên mai còn phủ một lớp tảo. Xung quanh mắt có các đốm vàng, có hàng lông mi bằng thịt hình sao. Tại tiểu bang Kansas của Hoa Kỳ, người ta đã từng tìm thấy một con nặng tới 183 kg, nhưng trong kỷ lục ghi chỉ nặng 107 kg, hiện đang được để tại vườn thú Brookfield ở Chicago. Thông thường loài này ít lớn tới kích thước đó. Một con rùa cá sấu trưởng thành thường dài 66 m, nặng 80 kg. Con đực thường to hơn con cái, chúng thường có chiều dài trong khoảng từ 40 cho tới 82 cm. Với một con rùa cá sấu có mai dài từ 30 tới 38 cm, ta có thể phân biệt con đực con cái bằng cách xác định vị trí cơ quan sinh sản và độ dày của phần dưới đuôi. Cơ quan sinh sản của rùa đực thường cách xa mai rùa, còn của con cái thường nằm ngay sát viền mai rùa. Phần dưới đuôi của con đực thường dày hơn. Miệng rùa cá sấu được che kín. Trong miệng, ngoài phần lưỡi màu hồng thì các phần khác đều có màu đậm, hình lưỡi giống như con giun, thuận lợi cho việc bắt cá. Loài này có thể nằm yên bất động trong nước, miệng thì luôn há to để rình mồi. Lưỡi của chúng có thể uống được như giun để hút thức ăn vào miệng. Khi thức ăn đã vào khoang miệng, miệng của chúng sẽ được khép lại nhanh chóng, kết thúc quá trình săn mồi. Phần miệng của rùa cá sấu rất khỏe, trong trường hợp khẩn cấp, chúng có thể tấn công rất mạnh. Vì thế, khi xử lý loài này cần đặc biệt cẩn thận. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.